Xin chào mọi người, mình là Hoàng. Cảm ơn mọi người đã trở lại với kênh của mình. Ở video ngày hôm nay, mình xin hướng dẫn mọi người thủ tục tách hộ bằng hình thức trực tuyến online qua cổng dịch vụ công quốc gia. Đầu tiên, mọi người cần truy cập vào website dịchvucong.gov.vn và tiến hành đăng nhập. Mọi người có thể lựa chọn đăng nhập bằng tài khoản cấp bởi cổng dịch vụ công quốc gia, tài khoản định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an, tài khoản cấp bởi Bưu điện Việt Nam. Ở đấy mình sẽ chọn tài khoản định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an qua ứng dụng VNeID, ứng dụng cung cấp các tiện ích và thay thế các giấy tờ truyền thống. Hiện tại Bộ Công an đang cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho các công dân đủ điều kiện trên toàn quốc. Nếu muốn tìm hiểu thêm về tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID, mọi người có thể xem tại video mình để ở phía trên hoặc phía dưới phần mô tả cho mọi người. Mọi người tiến hành đăng nhập tài khoản vào hệ thống. Tiếp theo, mọi người tiến hành nhập mã OTP. Sau khi đăng nhập thành công, mọi người tiến hành nhập từ khóa vào mục tìm kiếm. Khi mọi người chọn nộp trực tuyến, hệ thống sẽ tự động chuyển sang cổng dịch vụ công của Bộ Công an. Mọi người tiến hành chọn cơ quan thực hiện. Ví dụ mọi người muốn tách hộ tại xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An thì mọi người thực hiện như sau. Sau khi mọi người chọn xong xã, phường, thị trấn, hệ thống sẽ tự động chuyển về cơ quan đăng ký cư trú, ở đấy là công an xã Hồng Sơn. Tiếp theo mọi người tiến hành chọn thủ tục tách hộ. Ở mục thông tin người đề nghị tách hộ, nếu muốn tách hộ cho bản thân mình, mọi người chọn mục người khai thông tin là người tách hộ. Còn nếu muốn khai hộ cho cá nhân khác, mọi người chọn vào mục khai hộ. Ở đây mình muốn tách hộ cho chính bản thân mình sẽ chọn trường thông tin là người khai thông tin là người tách hộ. Hệ thống sẽ tự động điền các thông tin của cá nhân mình được lấy từ thông tin dữ liệu quốc gia về dân cư. Mọi người tiếp tục điền thông tin vào các nội dung còn thiếu. Nếu không có thông tin, mọi người bỏ qua các mục này. Ở mục những thành viên trong hộ gia đình cùng thay đổi, mọi người nhập thông tin những cá nhân cùng tách hộ với mình. Ví dụ ở đây như là vợ và con của mình. Mọi người lưu ý nhập đúng cú pháp như mình hướng dẫn. Ở mục nội dung đề nghị, mọi người ghi nội dung đề nghị như sau. Ở mục hồ sơ đính kèm, mọi người có thể tham khảo hồ sơ đính kèm mình để ở bên phải màn hình hoặc ở phía dưới phần mô tả. Sau đó mọi người tiến hành tải file đính kèm đã được chụp ảnh hoặc scan trên hệ thống. Sau khi đã hoàn tất các thủ tục, mọi người chọn hình thức nhận thông báo và nhận kết quả. Mọi người có thể nhận thông báo qua email hoặc nhận qua cổng thông tin. Ở đây mình sẽ chọn nhận qua cổng thông tin. Đối với hình thức nhận kết quả, mọi người có thể nhận trực tiếp qua email hoặc nhận qua cổng thông tin. Cuối cùng mọi người chọn ký và gửi hồ sơ. Như vậy là mọi người đã hoàn tất thủ tục tách hộ bằng hình thức online trực tuyến qua cổng dịch vụ công. Nếu có thắc mắc, góp ý hãy muốn mình làm video hướng dẫn về thủ tục khác, mọi người có thể để lại comment ở phần bình luận. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.